được trang bị bút Apple Pencil. Mặc dù iPhone 11 còn vài tuần nữa mới được Apple công bố, nhưng các nhà sản xuất phụ kiện đã chuẩn bị vỏ ốp lưng cho thế hệ iPhone tiếp theo của táo khuyết. Theo Mark Rumors, nhà sản xuất phụ kiện nổi tiếng Olisa vừa đăng tải những hình ảnh ốp lưng cho iPhone mới. Ốp lưng mới trông giống như của iPhone XS khi nhìn từ mặt trước, nhưng nó có nhiều sự khác biệt, đặc biệt ở mặt sau. Điểm khác biệt lớn nhất trên ốp lưng của Olisa là khoảng trống dành cho mô-đun camera hình vuông với 3 ống kính, một trong những nâng cấp lớn nhất được người dùng trông đợi ở iPhone 11. Ngoài ra là sự xuất hiện của một bao da dành cho bút Apple Pencil. Trước đó, các tin đồn cũng bóng gió về việc táo khuyết sẽ trang bị bút Apple Pencil cho phiên bản iPhone 11 cao cấp nhất năm nay, nhưng đây được xem là lần đầu tiên xuất hiện bằng chứng cho các tin đồn về bút Apple Pencil do gì trước đó. Nhiều khả năng bút Apple Pencil sẽ được trang bị cho iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Tuy nhiên, Olisa cũng không đưa ra thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến bút Pencil mà táo khuyết có thể trang bị cho iPhone mới.